Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay mình đã về chiếc Grandtra sản xuất 2009 đang có tại ga bên em. Bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daewoo Grandtra bản sedan 2 đầu mang biển số 99A06337. Vâng, đây là chiếc Daewoo Grandtra màu bạc. Và sau đây mình sẽ quay qua về phần thân vỏ cho anh em xem. Vâng, sơn xì của nó rất sáng bóng. Tất cả đèn đã được ốp mạ chrome. Đấy, anh em xem và cảm nhận, anh em nào đúng chân con này thì hãy thì mua về chỉ việc đổ xăng và chạy chứ không phải làm bất cứ một cái gì anh em nhé. Đấy, đã được độ hết nên là những tay khóa được mạ chrome. Đấy, dàn 4 nốt của nó còn đạt đến 80% anh em nhé. Đấy, đây là dàn 4 nốt của chiếc xe. Đấy, đăng kiểm thì rất dài. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 1 năm 2020 anh em nhé. Đấy, chiếc xe này anh em nào mua về chỉ việc đổ xăng và chạy chứ không phải làm bất cứ một cái gì cả. Đấy, đây là nội thất của chiếc xe. Đấy, nội thất thì đã được trang bị bộ áo ghế da. Đấy, đây là bộ áo ghế, khoác bộ áo ghế. Đấy, nhìn rất sang trọng. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Đấy, bô lăng và số phanh tay. Đấy, đã được trang bị thảm tả trải táp lô. Còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa anh em nhé. Đấy, những tay khóa đã được mạ chrome. Chốt cửa. Đấy, đây là phần chỉ của chiếc xe. Chỉ của nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đây là phần hốc bản lề. Đấy, vẫn còn vết chấm sơn trong nhà máy sản xuất. Đấy, đây là chiếc Daewoo Grandtra sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của mình ở Quán Toan, Hải Phòng anh em nhé. Đấy, đây là nội thất của chiếc xe. Đấy, nội thất thì rất tươi. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Trần nỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, trần lý nguyên bản theo xe. Còn đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa. Chiếc xe Daewoo Grandtra này không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Đây là phần cột kèo của chiếc xe. Đây là chiếc Daewoo Grandtra sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của mình ở Quán Toan, Hải Phòng anh em nhé. Đây là chiếc Daewoo Grandtra. Đấy, đèn này rất sáng bóng. Đấy, đã được độ lên nhìn rất phong cách thể thao. Đấy, đây là phần táp lô, táp ly, cánh cửa bên phụ, bên lái. Mình cam kết với anh em chiếc xe này không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Anh em là đúng chân con này thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đấy, đây là bảng tổng của kính chỉnh điện. Đấy, đây là chốt khóa. Đây là phần âm thanh. Đấy, hốc bản lề. Phần bô lăng của nó, bô lăng của nó còn rất đẹp. Chiếc Daewoo Grandtra này không taxi, dịch vụ một ngày nào anh em nhé. Đấy, xe tư nhân. Anh em xem và cảm nhận. Đấy, anh em xem này, bộ lăng của nó còn rất đẹp. Đấy, vẫn còn gai sàn, chứng tỏ là chiếc xe này đi ít nên nó còn đẹp anh em nhé. Đấy, đầu đài DVD tích hợp sinh nhau, tích hợp cam hành trình trên gương.
Đây, quả số của nó này. Đây, quả số còn đẹp lắm anh em nhé. Chặt chẽ cánh tay. Đây phần chắn nắng. Đấy, chắn nắng của nó. Chắn nắng hai bên. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn còn nguyên vẹn anh em nhé. Đây, đèn chặt. Và sau đây mình sẽ lộ máy lên cho anh em xem. Vâng, máy đã lộ anh em nhé. Máy lộ rất êm. À, kính lên xuống. À, hai bên. Âm thanh vũ trường rất sống động anh em nhé. Đấy, âm thanh vũ trường rất sống động. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Đây phần hộp đựng đồ của nó. Đấy, hộp đựng đồ của nó. Đấy, điều hòa thì mình mắt lạnh. Điều hòa. Đây, chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2009. Đây, phun nước gạt mưa. Đây, nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đây, rất êm. Xi nhan. Đây, tất cả mọi chức năng của nó cũng vẫn là ok. Đây, cảnh báo nguy hiểm. Đây, anh em xem và cảm nhận. Và sau đây mình sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng anh em nhé. Đấy, máy thì nổ rất êm. Máy rất khô ráo sạch sẽ anh em nhé. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Đấy, máy của nó. Đấy, đây là phần máy của chiếc Daewoo Gencha. Đấy, anh em xem. Con này là máy 1.4 anh em nhé. 100 cây nó ăn tầm độ 6 lít xăng. Đấy, tất cả những cái răng giật đinh bấm của nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em ạ. Đấy, lỗ còn tròn. Đấy, đinh bấm của nó. Đấy, chỉ tỏ là chiếc xe này không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Mình cam kết với anh em luôn. Đấy, máy thì rất khô ráo sạch sẽ, máy lỗ rất êm. Anh em xem và cảm nhận. Anh em nào đúng chân con này mua về chỉ việc đổ xăng và chạy, không phải làm bất cứ một cái gì cả. Đây là phần lắp capo của chiếc xe. Đây, đây là lắp capo của chiếc xe. Chỉ của nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở Quán Toan, Hải Phòng. Vừa quay xong một chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2009 đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daewoo Gencha bản sedan 2 đầu, anh em là đúng chân con này thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.